Hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Quốc Cường Ichimoku nha anh chị. Chúc cả nhà mình có một cái buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và hy vọng thông qua cái video của em Cường nhận định về thị trường trong phiên ngày hôm nay, cả nhà mình sẽ có thêm góc nhìn về thị trường, có thêm những cái kế hoạch hành động phù hợp nhất trong thời điểm tới nha anh chị. Anh chị mình tham gia vào video của em Cường thì giúp cho em những cái lượt like, lượt chia sẻ và bấm cái nút đăng ký nha anh chị. Và nếu như mà cả nhà mình thấy video của em hữu ích và mang lại cái giá trị khách quan cho cả nhà mình thì cả nhà mình hãy giúp cho em comment ở phía dưới phần bình luận thật nhiều cái trái tim màu tím cả nhà ha. Đó thì như trên tiêu đề em có đề cập tới cái chủ đề của cái video ngày hôm nay chính là chúng ta sẽ hành động gì với danh mục giả sử mà anh chị mình đang cầm quá nhiều cổ phiếu, chúng ta nên có những kế hoạch hành động gì trong thời điểm tới, hoặc là giả sử bây giờ anh chị mình đang cầm cái tỷ trọng tiền mặt nhiều thì chúng ta nên chờ ở cái điểm nào để mà phù hợp nhất chúng ta tham gia vào hàng trong thời điểm tới. Thì ở video này em sẽ giải đáp tất tần tật những cái thắc mắc, những cái kế hoạch hành động sắp tới của nhóm mình, cũng như là anh chị mình có thể tham khảo qua cái kế hoạch đấy để mà tự xây dựng lên cái kế hoạch phù hợp nhất cho cả nhà mình nhé. Đó thì không để anh chị mình chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video ngày hôm nay nha anh chị. Một lần nữa thì cả nhà mình hãy cố gắng là like, đăng ký kênh và để lại thật nhiều cái trái tim màu tím ủng hộ cho mình nha cả nhà ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ tới về cái phần tổng kết phiên ngày hôm nay nha anh chị. Thị trường ngày hôm nay thì cả nhà mình thấy là giảm điểm nó cũng tương đối là mạnh trong cái khoảng thời gian mấy tuần ở đây anh chị. Thị trường thì liên tục tăng trong 3 tuần rồi anh chị, và tuần này mở đầu tuần bằng cái phiên giảm điểm. Đối với cái chỉ số VN Index thì hôm nay chúng ta thấy là đóng cửa tại cái mốc là 1235, cái mốc hỗ trợ ngắn hạn của thị trường hiện tại là 1243 thì nó tạm thời nó mất đi rồi cả nhà ha, tạm thời mất đi. Thị trường hôm nay thì sau 2 giờ anh chị nó cũng có cái trạng thái khách sạn, tuy nhiên là sau 2 giờ trên thị trường lại đồn thổi những cái thông tin về cái việc ngân hàng nhà nước bán tín phiếu anh chị. Thì cả nhà mình thấy là sau cái thông tin đấy thì cái áp lực bán ra tới từ các cái cổ phiếu trụ VN30 hoặc là các cái cổ phiếu ở cái vùng cao thì gặp áp lực chốt lời tương đối là mạnh anh chị ha. Thì dẫn tới cái việc là thị trường mất đi cái mốc là 1243 và giảm về cái mốc gần như là sâu nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị là 1235. Vậy thì đối với cái sự giảm điểm này có ảnh hưởng gì hay không? Thì theo mình là xét về cái chỉ số chung phiên hôm nay nó đóng cửa như vậy nó cũng không quá là tích cực nha anh chị. Tuy nhiên thì để mà xác định được là thị trường có nguy hiểm hay không thì chúng ta vẫn phải theo dõi thêm hai phiên tới cả nhà, là thứ ba và ngày thứ tư. Đó, tại vì hai phiên tới thị trường vẫn còn cái cơ hội là bứt phá và lấy lại trên cái vùng 1243. Giả sử như là thị trường trong hai phiên ngày thứ ba và thứ tư vẫn tiếp tục không có lấy lại trên mốc 1243 thì cái xu hướng chung của index nó sẽ hướng về cái vùng là 1217 anh chị. 1217 là cái mốc mà mình đánh giá là rất cứng ở trong ngắn hạn cả nhà ha. Thì hôm nay nhóm mình cũng đã cho anh chị mình mở mua một vài cổ phiếu T cộng chủ đạo ở nhóm ngân hàng anh chị. Ngân hàng ví dụ như TV Bank này nó cũng giảm về tới những cái vùng hỗ trợ anh chị. Thì những cái mã cổ phiếu ngân hàng hôm nay giảm mạnh thì buổi chiều lại không giảm anh chị. Tại vì đa phần các cổ phiếu ngân hàng mà giảm mạnh trong thời gian cuối tuần vừa rồi hoặc là phiên ngày hôm nay thì nó chỉ giảm thêm một chút, mà giảm thêm một chút như vậy nó lại về cái điểm mua cả nhà ha. Ví dụ như hôm nay trong nhóm T cộng của mình thì mình cho cả nhà mình tham gia các cái mã sau. Ví dụ như là MSB này vậy 14.6 thì hôm nay kết phiên ngày 14.6 luôn. MB Bank thì 23.0 cộng trừ thì kết phiên thì nó có giảm nhẹ một tí là về 22.95, hoặc là CTG thì nó cũng giảm nhẹ một tí là về 34.15. Mình cho mua ở quanh cái vùng 34.2 anh chị. Thì nếu như mà anh chị mình theo dõi nhóm mình từ khá là lâu anh chị, thì nhóm mình cũng đã cho anh chị mình chốt lời những mã cổ phiếu ngân hàng tương đối rồi. Ví dụ như là CTG thì nhóm mình cho anh chị mình chốt tận những cái vùng giá, ví dụ như là vùng 36.5 anh chị, chốt lời gần kề cái đỉnh luôn. Thì hiện tại CTG nó đã giảm về cái biên dưới của giải Bollinger Band, cho nên là nhóm mình cho cả nhà mình tham gia lại với cái mục tiêu là đánh ngắn hạn cả nhà ha. Đoạn này thì chủ đạo đánh ngắn hạn thôi. CTG ví dụ nó về biên dưới này anh chị, chúng ta làm một nhịp T cộng được. MBB cũng về cái biên dưới, chúng ta làm một cái nhịp T cộng được. Hoặc là đối với TV Bank nó về tới dao găm, nó có mây đỏ, chúng ta làm T cộng được. Với lại mã MSB nó về cũng tương đối là gần dao găm, có dao găm đỏ thì chúng ta làm một cái nhịp T cộng được. Mục tiêu là đánh T cộng trong tuần này thôi nha cả nhà ha. Tại vì trong nhóm của mình thì liên tục báo với cả nhà mình, ví dụ về cái việc mà báo phân kỳ đảo chiều thì không chỉ trong nhóm của mình báo đâu anh chị. Ví dụ trong nhóm của mình này thì ví dụ chúng ta tìm cái từ khóa phân kỳ cả nhà ha. Đó thì từ cái ngày 29 tháng 2 anh chị là mình đã cảnh báo với cả nhà về cái việc phân kỳ rồi. Ví dụ như là phiên hôm nay nó mà đóng cửa nến đỏ là nó xác nhận phân kỳ. Thì từ cái giai đoạn 29 tháng 2 tới tận bây giờ anh chị, thị trường vẫn chưa phá phân kỳ được. Và từ cái thời điểm đấy là mình báo cả nhà mình chốt lời tương đối là nhiều cả nhà ha. Ví dụ như chốt lại VCI 5% này, chốt lại SSI 50% này, bán hết này, SHS thì cắt lỗ nhẹ, bán đất xanh. Nói chung là bán tương đối nhiều anh chị, với các cái mã cổ phiếu mà lợi nhuận thấp, gần cái điểm rủi ro thì mình cho bán luôn. Với những cái mã mà cổ phiếu mà đang có cái lợi nhuận tốt thì mình cho bán một nửa. Và đối với mã VCI thì tuần vừa rồi nhóm mình cho chốt lời toàn phần tại cái vùng 50.3. Và hiện tại thì mình thấy là giá đang thấp hơn cái vùng này khá là nhiều. Đối với mình thì nhóm chứng khoán nó vẫn làm cái xu hướng tăng. Tuy nhiên là ở trong ngắn hạn, một vài con như là con SSI, con VCI nó cũng đang tương đối là mất cân bằng. Cho nên là mình cho chốt và cũng dự tính là sẽ cover lại sau cả nhà ha. Ví dụ như thị trường thì trong 2 tuần gần đây anh chị, mình liên tục cảnh báo với cả nhà về cái việc là thị trường đang có phân kỳ này. Đó, nếu như mà vẫn tăng anh chị ha, thì nó không tăng được quá lâu anh chị. Đó, anh chị ha, tăng không tăng được quá xa nữa, mà nó sẽ có cái xu hướng là hướng về cái vùng cân bằng nhiều hơn. Và hiện tại cái vùng cân bằng trong ngắn hạn là cân bằng trong trung hạn là 1170, và cân bằng trong ngắn hạn là vùng 1230 cộng trừ. Nên hiện tại nếu như mà index đang có cái tín hiệu đảo chiều này, thêm dù có tăng thêm một đoạn nhỏ nữa thì khả năng thị trường chỉnh về một trong hai cái vùng cân bằng ngắn hạn hoặc là cái vùng cân bằng dài hạn là cực kỳ cao, hoặc là tối thiểu là phải tích lũy đi ngang, tạo một cái thế cân bằng mới cho thị trường anh chị ha. Do đó nhà đầu tư đã chốt lời ở cái nhịp trước, chưa nên vội quay lại thị trường này. Và nếu thị trường chưa có cái sự cân bằng nhất định thì chỉ nên giao dịch ngắn hạn với cái tỷ trọng hợp lý. Đó thì mình đang làm đúng theo cái kế hoạch của mình đề ra trong nhóm tín hiệu anh chị. Thì ngày hôm nay cả nhà mình thấy là đối với thị trường đoạn này, khi mà những cái cổ phiếu ngân hàng nó về được tới những cái vùng chiết khấu hợp lý anh chị ha, thì nhóm mình cũng đã khuyến nghị cho anh chị mình tương đối là nhiều các cái mã T cộng. Giả sử như là MSB hôm nay này, CTG hôm nay này, rồi con MB Bank hoặc là con TV Bank chẳng hạn, đều sẽ có cái giá tốt để mà anh chị mình tham gia vào trong hôm nay, mà khả năng anh chị mình có cái lợi nhuận cực kỳ cao. Giả sử mà nếu như mà có cái rủi ro thì nó chỉ là cái rủi ro về cái vấn đề hòa vốn thôi, tại vì chúng ta mua điều chỉnh anh chị, mua điều chỉnh mà mua ngay cái vùng cân bằng nữa thì cả nhà mình không phải lo lắng cả nhà ha. Đó, giả sử mà anh chị mình đua ở cái vùng cao xa khỏi cái vùng cân bằng thì chúng ta lo lắng, còn đoạn này cả nhà mình đã mua ngay cái vùng cân bằng rồi. Thậm chí ngày hôm nay thị trường nó tiếp cận về cái vùng cân bằng trong ngắn hạn là cái vùng 1230, 1240 nữa, thì cái xác suất mà anh chị mình tại đây anh chị mình giao dịch T cộng nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn để mà anh chị mình tham gia với một cái tỷ trọng lớn hoặc là dùng margin chẳng hạn, thì cả nhà mình chỉ nên tham gia khi mà nó tiếp cận về tới những cái vùng cân bằng trong dài hạn cả nhà ha. Đó là cái vùng hiện tại là vùng 1270 cộng trừ đấy. Đó, trừ khi nó về tới đấy thì cả nhà mình mới có thể là dùng margin với một cái tỷ trọng cao được. Còn đoạn này thị trường chỉnh dĩ nhiên là nó sẽ có tồn tại những cái cơ hội, nhưng mà chúng ta cũng chỉ nên giao dịch ngắn hạn và chúng ta giao dịch với cái tỷ trọng nó vừa phải cả nhà ha. Đó, về thị trường chung thì cơ hội để mà lấy lại cái vùng 1243 vẫn còn trong hai phiên tới anh chị. Cùng nhau theo dõi nha anh chị. Đó, tại vì hiện tại cái vùng cân bằng là 1243 này. Giả sử mà nó mất đi cái vùng này liên tục trong hai phiên tới anh chị, thì nó cũng sẽ quay trở lại đúng cái vùng này để mà nó cho anh chị một cái điểm ra hòa vốn đối với index nha anh chị. Cái này là cái điểm ra hòa vốn với index. Còn cổ phiếu thì khả năng cao là cả nhà mình sẽ có lãi. Giả sử như TV Bank đoạn này anh chị không, mua ngay dao găm, ở đây có mây đỏ mà sắp tới lại có khách sạn hút lên nữa, thì con này xác suất tới tận 80% anh chị mình sẽ có lãi cả nhà ha. Còn 20% còn lại thì cả nhà mình chỉ có hòa vốn thôi. Đó, cho nên là tại sao mình báo cả nhà mình là chốt lời xong, dù thị trường nó kéo lên thì chúng ta không nên mua đuổi anh chị. Đó, mà khả năng thị trường quay lại cái vùng cân bằng trong ngắn hạn. Đó, cổ phiếu quay cái vùng cân bằng trong ngắn hạn, cũng như là sâu hơn thì là cái vùng cân bằng trong trung hạn, thì chúng ta mới nên mở vị thế mua vào. Đó cả nhà ha. Đó, đối với các cái mã cổ phiếu mua T cộng này thì mình khá tự tin anh chị mình sẽ có lãi cả nhà ha. Mua hôm nay thì mua xong cổ phiếu cũng không giảm nữa rồi. Đó, nhưng mà vài phiên tới thị trường hồi lên thì nó lại có khả năng có lãi nữa nha anh chị. Cho nên là nếu như mà anh chị mình trong thời gian vừa qua chưa có cái chiến lược mua bán nó phù hợp, thì cả nhà mình có thể là cân nhắc về đội em cường nha anh chị. Trong nhóm của mình thì hoạt động độc lập hai cái nhóm, một nhóm là nhóm tín hiệu về mặt nắm giữ, là nhóm mua nắm giữ lâu dài này anh chị. Một nhóm là vận hành về cái trading T cộng. Đoạn này thì mình đánh giá cao là thị trường đang rủi ro, có nguy cơ là vẫn có khả năng là tiếp tục giảm thêm anh chị, cho nên là mình chỉ đang vận hành cái room T cộng thôi. Chủ yếu là đánh ngắn hạn cho cả nhà mình, và vẫn luôn báo với cả nhà mình phải cẩn thận là room này chỉ dành tối đa 30% là AV để lướt T cộng này anh chị. Vậy thì nếu mà anh chị mình muốn lướt T cộng, hoặc là trong thời gian tới có nhiều cơ hội để mà mua những cổ phiếu nắm giữ lâu dài hơn, thì cả nhà mình có thể phải đội em cường ha, để mà khi mà có những cái tín hiệu thị trường về những cái vùng cân bằng, tạo ra những cái thế cân bằng trong trung hạn, thì chúng ta sẽ mua vào với một cái tỷ trọng nó nhiều hơn nha anh chị. Còn đoạn này thì khả năng cao là mình chỉ chủ đạo hoạt động trong nhóm T cộng thôi, tại vì cái cơ hội mua nắm giữ nó không có nhiều ở trong thời điểm hiện tại cả nhà ha. Phân kỳ hiện tại của thị trường thì nó vẫn chưa phá nha anh chị. Đối với phân kỳ sẽ có hai trường hợp nó sẽ kết thúc. Một là nó sẽ chỉnh về cái vùng mục tiêu của phân kỳ anh chị, là tầm 1170, 1160 gì đấy. Đó, hai là đoạn này nó sẽ tích lũy, nó đi ngang ở quanh cái vùng này. Đó, về gần cái vùng mây này thì khả năng thị trường nó phá phân kỳ. Đó, thì hiện tại thì đối với phân kỳ đó thì chúng ta chưa thể nào kết luận được là nó đi theo cái phương án nào anh chị. Đó, giả sử thời điểm tới tích lũy đi ngang được thì cái thế cân bằng nó được tạo ra ở trong trung hạn, chúng ta sẽ mua lại ở quanh đây thôi. Đó, còn ngược lại nếu mà cái thế cân bằng nó chưa kịp thời gian nó tạo ra thì thị trường vẫn có nguy cơ là chỉnh về tầm 1170 cả nhà ha. Đó, cho nên là cái vấn đề tỷ trọng là cái vấn đề anh chị mình hết sức lưu ý. Đó, giả sử đoạn này anh chị đánh T cộng, chúng ta dành thời gian một phần, dành ít tỷ trọng ra, có thể là 30 hoặc 50% cái tiền mặt anh chị mình đang có, anh chị mình giao dịch T cộng và ưu tiên nhất các cái cổ phiếu nào. Đó, trong nhóm T cộng mình cũng báo với cả nhà mọi này, ưu tiên nhất nhóm cổ phiếu nào, ưu tiên nhất là nhóm cổ phiếu đã vào cái xu hướng tăng cả nhà ha. Đó, thị trường điều chỉnh sâu về vùng cân bằng trong cái xu hướng tăng, thì nếu có mất đi cái vùng này cũng sẽ quay lại test, nên nhà đầu tư ngắn hạn hoàn toàn có thể tự tin tham gia khi thị trường về, hoặc là cổ phiếu chỉnh về cái vùng hỗ trợ ngắn hạn cả nhà ha. Đó thì banh ở trong cái xu hướng tăng, đó thì chúng ta bắt banh đúng không anh chị, hoặc là các cái con cổ phiếu khỏe trong thời gian vừa qua như DGC này, FBT này, đó hoặc là FTS, hoặc là mấy con chứng khoán anh chị, mà nếu mà nó về tới khách sạn hoặc là về cái vùng hỗ trợ thì chúng ta vẫn có thể là tham gia ngắn hạn được cả nhà ha. Tại vì bây giờ về tới cái điểm cân bằng, về tới cái điểm hỗ trợ rồi thì cả nhà mình cứ tự tin anh chị, nó có mất đi cái điểm hỗ trợ đấy thì cả nhà mình vẫn có cái cơ hội để mà ra hòa vốn cả nhà ha, chứ cái xác suất lỗ theo mình là rất thấp. Đó, quan trọng nhất là anh chị mình chờ thời điểm thôi. Ví dụ như HBG nha, HBG tuần trước cả nhà mình canh, cả nhà mình nói là khả năng là không có cái vùng giá dưới 30 anh chị, hôm nay nó cũng có rồi, hôm nay nó về tới tận 29.85, về tới ngay khách sạn luôn anh chị. Đó, thì tại vùng này đánh T cộng thoải mái luôn anh chị. Đó, hoặc là nhóm ngân hàng cũng vậy. Đó, hoặc là nhóm chứng khoán mọi người kêu là không về đúng không? Hiện tại VCI gần về tới này, SSI cũng gần về tới này, lại sắp tạo ra cái để mua, và khả năng là nếu mà nhúng thêm một cây ngày mai nữa là mình sẽ cho cả nhà bắt nhóm chứng khoán T cộng. liền luôn nha anh chị cả nhà ha. Đó, về cái câu hỏi từ đầu chúng ta đặt ra chính là giả sử mà anh chị mình đang full cổ phiếu thì chúng ta ảnh hưởng gì và chúng ta sẽ hành động như thế nào. Đó, thì đầu tiên mình nói cụ thể là chỉ số index nha, lấy ví dụ cho nó dễ. Đó, giả sử mà anh chị mình mua quá cao anh chị mình mua quá cao trên cái vùng này. Đó, thì cả nhà mình phải xác định là cái vùng cân bằng của cổ phiếu nó đang ở đâu cả nhà ha, để mà chúng ta tìm kiếm cái điểm hạt tỷ trọng nó phù hợp. Thì thông thường khi mà em dùng cái công cụ Ichimoku em vậy thì em sẽ lấy cái đường Kijun là cái đường cân bằng ở trong ngắn hạn cả nhà ha. Giả sử mà đối với index ở giai đoạn này cái đường Kijun nó đang phẳng ra này anh chị, thì nếu mà index nó mất đi cái Kijun thì trong cái xu hướng ngắn hạn là khả năng là index nó sẽ phục hồi về cái đường Kijun này. Thì tương tự các cái cổ phiếu khác nha anh chị. Giả sử như là con SSI đi, đúng không anh chị? Giả sử bây giờ cái vùng cân bằng ở cái vùng 36 thì cho dù cổ phiếu mất đi cái vùng 36 thì trong tương lai ngắn hạn nó cũng sẽ quay lại 36 để cho cả nhà mình bán cả nhà ha. Cho nên tại sao mình nói với cả nhà mình là chúng ta phải xác định được cái vùng cân bằng trong ngắn hạn và cái vùng cân bằng trong trung hạn để mà đưa ra cái kế hoạch giao dịch nó phù hợp cả nhà ha. Ví dụ cổ phiếu nó về cái vùng cân bằng trong ngắn hạn thì anh chị mình đánh ngắn hạn, đánh T cộng. Còn nếu mà cổ phiếu nó về cân bằng trong trung dài hạn thì cả nhà mình đánh lớn nha anh chị. Và cái vùng cân bằng trong trung dài hạn chính là cái vùng dao găm anh chị nha, dao găm phẳng. Đó, một trong hai con dao găm phẳng nha anh chị. Đó, thì quay lại với câu hỏi là anh chị mình giả sử mà đang full hàng thì chúng ta nên quan tâm cái gì? Đầu tiên là chúng ta quan tâm về cái vùng cân bằng của thị trường và cái vùng cân bằng của cổ phiếu. Giả sử mà anh chị mình đang mua ngay cái vùng cân bằng, đúng không anh chị? Anh chị mình đang mua ngay cái vùng 1243, 1240 cộng trừ gì đấy là cái vùng cân bằng ngắn hạn của thị trường ở thời điểm này, thì chúng ta không nên bán đũa nha anh chị, mà chúng ta nên chờ hồi về ở cái vùng cân bằng để anh chị mình có những cái phương án là hạ tỷ trọng cho chúng ta được cái giá tốt nhất nha anh chị. Cả nhà mình hình dung được không ạ? Đó, cho nên cả nhà mình không cần phải quá lo lắng nha anh chị. Nếu mà anh chị mình đã mua ngay cái vùng cân bằng rồi, gần cái vùng cân bằng rồi thì không cần quá phải lo lắng. Còn nếu như mà anh chị mình lỡ mà mua xa cái vùng cân bằng thì chúng ta làm cái phương án gì? Đó, đầu tiên là chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng khi mà nó hồi về cái vùng cân bằng trước đã cả nhà ha. Mà giả sử mà về cái vùng cân bằng mà nó còn hồi lên nữa thì chúng ta cũng nên canh là thêm tỷ trọng. Tại vì bây giờ khi mà anh chị mua quá cao vậy với một cái tỷ trọng nó bất hợp lý thì chúng ta không thể nào mà chúng ta kỳ vọng và quá mong muốn là thị trường nó hồi về cái điểm quá cao anh chị. Cho nên là khi mà thị trường nó hồi về những cái vùng cân bằng thì chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng tại những cái vùng này cả nhà ha. Đó, cho nên tại sao mình nói với cả nhà mình là mua những cái vùng cân bằng là không chết là như vậy nha anh chị. Một cái chiến lược khá là hay của Ichimoku chính là mua tại những cái vùng cân bằng phẳng nha anh chị. Đó, về dao găm, về hai kiếm anh chị mình cứ mua ngay những cái vùng phẳng. Giao dịch ngắn hạn hay là giao dịch về mặt trung dài hạn chúng ta cũng rất an toàn cả nhà ha. Đó, cho nên là nếu như mà anh chị mình đang cầm full hàng thì có thể là trong ngày mai hoặc là tới ngày thứ tư anh chị, chúng ta hoàn toàn có cơ hội là ra được bớt tỷ trọng cổ phiếu với cái giá nó tốt hơn so với cái phiên ngày hôm nay. Cho nên là giả sử ngày mai thị trường có tiếp tục đạt thì anh chị mình luôn nhớ rằng hiện tại cái vùng cân bằng của cổ phiếu nó đang ở đâu. Đó, và cái vùng cân bằng của thị trường hiện tại nó đang ở cái vùng 1242 thì chúng ta chỉ nên chờ thị trường nó hồi về đấy để mà anh chị mình hạ bớt tỷ trọng nha anh chị, cơ cấu lại danh mục. Tại vì giả sử đoạn này thị trường nó hai ngày tới nó không có lấy lại được trên 1242 thì nó tiếp tục nó xác nhận đây là một cái nhịp chỉnh nha anh chị, một cái nhịp chỉnh mạnh. Đó, thì khi mà xác nhận những cái nhịp chỉnh mạnh thì những cái cú mà nó hồi lên về cái vùng cân bằng thì đó là những cái thời điểm là anh chị mình nên cơ cấu cả nhà ha, chứ không phải là những cái thời điểm mua vào. Anh chị phải phân biệt nha. Khi mà anh chị mình đánh T cộng thì cố gắng là anh chị mình mua sát nhất cái vùng cân bằng giúp cho em. Đó, tránh cái trường hợp là anh chị mình mua đuổi cổ phiếu lên khi mà nó hồi từ cái vùng cân bằng lên nha anh chị. Tại vì khi mà anh chị mua sát cái vùng cân bằng, rủi ro của cả nhà mình chỉ là hòa vốn hoặc là có lãi thôi. Đó, còn nếu mà anh chị mình mua xa hơn vùng cân bằng thì anh chị mình vẫn phải có cái trường hợp cắt lỗ nha anh chị. Đó, ví dụ TP Bank này, mình điển hình đi, TP Bank này Hôm nay cả nhà mình thấy là có thời điểm nó rút chân lên cái vùng 18.75 đúng không? Thì anh chị nào bị mua rút chân lên thì khi mà giả sử cổ phiếu nó quá xấu, anh chị mình phải cắt lỗ là khoảng tầm 1,7%. Nhưng mà giả sử anh chị mình mua đúng vào năm 18.5 thì khi mất cái vùng này nó cũng quay lại cái vùng này thì anh chị mình chỉ có lỗ phí giao dịch thôi, và gần như hoàn toàn không có lỗ về cái vị thế luôn nha anh chị. Cho nên là cái điểm mua rất quan trọng nha anh chị, điểm mua rất quan trọng để mà xác định được là chúng ta sẽ có lời hay là lỗ trong thời gian tới cả nhà ha. Đó, cho nên cả nhà mình hãy tập cái thói quen là xác định cái vùng cân bằng của cổ phiếu này ở đâu. Thì bây giờ mình đưa cho cả nhà một cái ví dụ rồi đúng không? Vùng cân bằng ngắn hạn chính là cái đường Kijun trong Ichimoku. Cái vùng cân bằng trong trung dài hạn chính là một trong hai con dao găm. Nó có trạng thái phẳng nhanh dễ. Đó là cái ví dụ của mình về con TV Bank này. Hôm nay mua TV Bank cả nhà mình thấy không? TV Bank nó ở ngay cái vùng mây trong khung tuần và nó đang ở gần cái dao găm ở trong khung tháng đó. Thì con này hôm nay mua cực kỳ hợp lý rồi. Đó, nếu như mà có sai thì cái rủi ro của nhóm mình chỉ là hòa vốn. Cả nhà mình thấy không? Trong nhóm thì các cái vị thế mua vào anh chị đều hướng tới cái vấn đề là anh chị mình phải có lãi, hoặc là tối thiểu anh chị mình hòa vốn, hoặc là hơn thế nữa là rủi ro nhiều hơn là chúng ta sẽ lỗ tầm 1 tới 3% thôi. Giống như cái nhịp vừa rồi cả nhà mình thấy không? Chốt lại thì chốt lại cũng rất lớn anh chị, nhưng mà nếu mà cắt lỗ thì không có cái vị thế nào cắt lỗ quá 3% cả anh chị ha. Đó là cái mà mình đang quản trị rủi ro cho cái nhóm của mình nha anh chị. Tại vì trong nhóm không chỉ có cái vấn đề là khách hàng nhiều anh chị, mà khách hàng lớn nó cũng nhiều, khách hàng lớn anh chị mình tham gia cũng rất nhiều anh chị. Cho nên là mình ưu tiên cái việc là giữ tiền hơn là cái việc là đánh giá cái lợi nhuận nó quá cao cả nhà ha. Làm thì làm anh chị, trên thị trường chứng khoán là ưu tiên nhất vẫn là giữ tiền cả nhà ha, rồi chúng ta mới tính tới cái việc là kiếm tiền được. Nếu như mà anh chị mình thích phong cách đầu tư của em Cường, hãy về đội em Cường nha anh chị bằng cách là mở tài khoản VBS cả nhà ha. Anh chị mình chưa biết mở tài khoản VBS hoặc là đang có tài khoản VBS rồi muốn chuyển đi về mình thì cả nhà liên hệ trực tiếp với mình thông qua Zalo nha anh chị. Số điện thoại Zalo bên dưới màn hình cả nhà ha. Đó, thì đó là một vài cái chia sẻ của mình ở trong cái video ngày hôm nay thôi anh chị. Hôm nay thì cái giọng của em Cường nó đang hơi bị cạn tiếng anh chị, đang hơi bị đau họng, cho nên cả nhà thông cảm ha. Xin phép cả nhà kết thúc ở đây nha anh chị. Bye bye.